Bữa nay được dịp mommy của Nay xuống Sài Gòn chơi nên là chơi lớn ăn cua hoàng đế nha. Nay cũng đã từng ăn cua hoàng đế trước đó rồi nhưng mà mom thì chưa được thưởng thức lần nào. Ra tận nơi ngoài chợ hải sản để sắm bé cua luôn. Chỗ này thì nằm tại chợ Tân Mỹ quận 7. Tới đây khó lắm nha vì được xem chế biến hải sản tại chỗ luôn. Tươi rói rói đủ các loại hải sản bắt sống từ hồ. Đáng lẽ là ngồi ở nhà tận hưởng cũng được nhưng mà Nay muốn đến tận nơi để bắt được cua sống luôn. Tàu chủ đến anh đầu bếp đều dễ thương nhiệt tình. Kiểm chứng mua xong cân xong là nấu thôi. Nay muốn cho mommy được ăn nguyên vậy nên là chỉ hấp thôi nha. Hấp từ 20 phút tới 30 phút sẽ chín tùy trọng lượng con cua. Được để trong hộp giấy bạc bọc kín cho nên đem về còn nóng hôi hổi. Khúc này hơi cực nha, đàn ông con trai dễ cắt cua hơn, nó to và hơi gai nên là làm đau lắm. Đem về mommy khoái lắm luôn, cứ wow to quá, đã quá, ăn rất là đáng đồng tiền bát gạo nha. Yêu mom, gái sẽ cố gắng thiệt nhiều nha. Chấm cái muối ớt đỏ sền sệt của shop này thì siêu bá cháy, tươi sống cho nên ngọt và chắc thịt.